Chúng tôi đang trên đường đi câu cá tại quận 12. Rất là dơ các bạn. Để xuống coi. Đây, con cá đầu tiên các bạn. Con cá đầu tiên. Đấy, rất nhiều cá rô đồng. Này các bạn nhìn rõ không? Các bạn có nhìn thấy rõ chứng kiến không? Này chứng kiến của con kiến vàng vàng trên cây đấy. Trời, con cá to. Đâu, cho coi với. Cho coi thành quả của bạn. Đi theo cùng mình này. Rất nhiều cá rô. Rồi, đã lên. Đây, đã lên rồi các bạn. Một chú cá. Cá này mà chiên lên thì hết sảy. Tuyệt vời. Rồi, thành quả đã lên các bạn. Các bạn thấy không? Trời, cá rô đồng tuyệt vời luôn. Rồi, một chú cá. Cũng được các bạn. Các bạn thấy không? Đưa tay tới lấy và các bạn coi này. Rồi, một chú cá chê các bạn. Thấy chưa? Tôi thả chưa đến 10 giây thì có một con cá lên rồi các bạn. Trời, một chú cá to nữa các bạn. Các bạn thấy không? Trời, nhìn cái xô với một con cá rất là to. Đây các bạn. Đây là thành quả ngày hôm nay các bạn. Rồi. Sau 3 giờ thì gần 4 kg. Các bạn thấy cá nhiều không?